Rồi, cô chào các em học sinh thân mến của khóa 6 nha. Hôm nay cô trò của chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tiết học mới. Thế em, như vậy thì trước khi vào cái tiết học mới hôm nay á, thì là cô sẽ kiểm tra lại một số kiến thức về bài cũ. Bài cũ đó là bài gì nè? Ở tiết trước chúng ta học với văn môn tiếng Việt của môn ngữ văn, đó là cái tiết so sánh. Cái tiết so sánh này thì cô sẽ ra câu hỏi để câu hỏi là các em sẽ kiểm tra lại cái kiến thức của mình để trả lời cho câu hỏi này ha. Về nhà chúng ta nhớ là xem bài thật kỹ nhé, xem lại bài thật kỹ. Rồi, câu hỏi dành cho các em đó là so sánh là gì? Em phải nắm được khái niệm về biện pháp so sánh, xác định kiểu so sánh trong các câu sau ha. Đó là hai câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân: quê hương là chùm ghế ngọt cho con chèo hái mỗi ngày, là bài thơ quê hương. Và cái câu B đó là thà rằng ăn bát cơm rau còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời. Đây là hai câu ca dao. Như vậy thì các em phải nhắc lại cho cô trước khi chúng ta vào cái phần đáp án trả lời, thì các em đọc câu hỏi này xong các em mới tự trả lời coi để coi chúng ta có còn nhớ cái biện pháp so sánh là biện pháp gì hay không. Đúng em? Vì so sánh là chúng ta tiết trước chúng ta đã tìm hiểu, tức là sao các em? So sánh là đối chiếu sự vật sự việc này với sự vật sự việc khác dựa trên các sự vật này có nét tương đồng. Tương đồng tức là giống nhau đó, để làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. Được chưa nè? Đó, đó là cái khái niệm về biện pháp so sánh. Và chúng ta hình dung ra là chúng ta có bao nhiêu kiểu so sánh? Chúng ta có hai kiểu, đó là so sánh ngang bằng và so sánh không ngang bằng. Về so sánh ngang bằng thì chúng ta nhớ lại là những cái từ ngữ để nhận biết nè, như là có từ như, là, tựa như, y như, y hệt, giống, vân vân. Còn không ngang bằng thì có từ hơn, có từ hơn, hoặc là không bằng, không giống, còn hơn, vân vân. Như vậy dựa vào kiến thức đó các em sẽ xác định được cái biện pháp so sánh được sử dụng, tức là cái kiểu so sánh nào được sử dụng trong hai câu thơ của Đỗ Trung Quân và hai câu ca dao. Đấy em. Như vậy chúng ta thấy là trong cái câu A này là có từ là nè, là. Từ là quê hương là chùm ghế ngọt, tức là so sánh ngang bằng hay không ngang bằng. So sánh ngang bằng ha, từ là. Còn từ còn hơn ở trong câu B, hai câu ca dao này, thà rằng ăn bát cơm rau còn hơn khách thịt nói nhau nặng lời. Như vậy là còn hơn là sao? Đây là kiểu so sánh không ngang bằng. Và chúng ta nắm được cái kiến thức cơ bản này trước khi chúng ta bước vào cái bài học mới. Rồi, như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu xong cái phép tu từ, đó là cái biện pháp so sánh. Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em thêm một cái biện pháp tu từ nữa, đó là cái biện pháp nhân hóa. Thấy không em? Các em ở phần học kỳ 2 này, riêng cái phần môn tiếng Việt đó, thì chúng ta sẽ học về các biện pháp tu từ ha, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ nữa đó. Rồi bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu coi biện pháp nhân hóa là một biện pháp được khái niệm như thế nào, cũng như là có những kiểu nhân hóa gì ha. Rồi cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu cái kiến thức mới nha. Rồi các em mở tập ra, mở sách giáo khoa ra trang 56-57 nè. Đề tựa bài vô tiết 91 ha, nhân hóa. Em đề tựa bình thường thôi. Ở đây thì ở trên cái vi tính thì cô làm cái kiểu này kiểu kia cho nó đẹp. Các em không nhất thiết là phải là vẽ cái hình vô rồi viết vô rồi ngồi đó vẽ cái tựa đề tựa bài này vô gì. Không có khỏi em, không có cần thiết nha. Cô quên nhắc các em chỉ là học sinh lớp 6, đôi khi thấy cô làm cái gì rồi làm theo. Thấy cô thấy cái like hình, vẽ hình, rồi có cái hình này hình kia, người ngồi đâu vẽ theo, không phải vậy nha. Cô nhắc các em cho các em nhớ. Chúng ta chỉ cần ghi những cái nội dung, những kiến thức cơ bản vào trong tập của các em. Mà khi trên lớp đó là thầy cô cũng đã hướng dẫn các em viết bài vào trong tập như thế nào rồi. Nha. Thì chúng ta lưu ý, chúng ta nhớ lại, rồi kết hợp với những gì cô giảng giải, thì cái chỗ nào
Mấy em thấy nội dung chính cần phải ghi thì chúng ta cần ghi vào trong tập. Còn cái chỗ nào mà cô giảng hoặc là cô đặt câu hỏi thì những cái câu hỏi là cái phần giảng bài của cô, các em không cần phải viết vào tập nha. Các em cô giảng để cho các em hiểu thôi. Rồi, được chưa nè? Rồi, cái chỗ này là cô lặp lại thôi, cái tiết 91 nhân hóa tức hồi nãy mình đã đề tựa rồi. Thì phần những cái like như thế này thì cô chỉ nhắc lại như vậy thôi, nhưng mà chúng ta không cần phải ghi cái tựa bài hoài như vậy nhá. Các em cứ ghi liên tục thôi, đề tựa xong rồi tới một La Mã nè. Nhân hóa là gì nè. Nha. Rồi tới một nhỏ nè, ví dụ nè. Rồi. Ví dụ thì trong cái phần ví dụ này, phần một La Mã sách giáo khoa chương 56 nó có hai ví dụ. Ví dụ 1 và ví dụ 2. Ví dụ 1 tức là cái phần một nhỏ thì các em cứ ghi cấu trúc bài giống như cô ghi như thế này. Một La Mã, một nhỏ rồi ví dụ 1. Ha. Và ví dụ 1 này có sẵn trong sách giáo khoa rồi, nhưng mà cô cũng chiếu lên đây để phân tích cho các em thấy rõ. Do đó là cái phần ví dụ á, cái bài thơ, đoạn thơ hay là câu hỏi á, không cần phải viết lại vào trong tập nha. Không cần phải viết lại. Chúng ta chỉ ghi cái đáp án để trả lời cho cái câu hỏi trong cái phần ví dụ này thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc lại cái đoạn thơ. Đây là cái đoạn thơ được trích từ cái bài Mưa của tác giả Trần Đăng Khoa mà hôm trước đó là cô đã dạy cho các em rồi ha. Ông trời mặc áo giáp đen ra trận, quân nghìn cây mía múa gươm khiến hành quân đầy đường. Tác giả Trần Đăng Khoa. Cái phần gạch dưới này là do cái kỹ thuật cô gạch thôi chứ không có gì hết ha, có gì hết. Rồi bây giờ nè, người ta kêu cái yêu cầu của cái ví dụ một sách giáo khoa này là yêu cầu các em sẽ tìm cái phép nhân hóa trong cái khổ thơ này. Như vậy thì là phép nhân hóa chúng ta sẽ tìm. Như vậy thì chúng ta biết chúng ta mới tìm. Thì nhân hóa thì chúng ta đã học ở ở tiểu học rồi, học sơ lược về cái biện pháp nhân hóa rồi ha. Chứ không phải là đến hôm nay chúng ta mới hoàn toàn mới biết hoàn toàn mới mẻ về cái biện pháp này là không đúng. Chúng ta đã có tìm hiểu sơ qua rồi hết em. Như vậy thì em đang hãy cho cô biết coi cái sự vật được nhân hóa trong cái khổ thơ này, trong cái đoạn thơ này đó là sự vật nào nè. Sự vật được nhân hóa đó là trời, mía và kiến. Rồi được nhân hóa như thế nào nè, chúng ta sẽ phân tích ra. Như vậy trời được gọi là ông ha. Và chúng ta biết là ông thì là chúng ta thường hay gọi người ha. Ông em, bà em, cha em, mẹ em, ông bà cha mẹ là những cái từ để mà chúng ta hay gọi người, hay là ông tư, ông ba, ông sáu, mình gọi người lớn tuổi ngang với ông ruột của mình. Thế như vậy thì từ ông ở đây là được gọi cho trời, trời mình gọi là ông. Thế đây là một cái biện pháp nhân hóa nè, một cái phép nhân hóa. Tức là dùng những cái từ ngữ gọi người để gọi cho vật. Và đây là trời đấy em. Rồi tiếp tục tìm hiểu nè. Sự vật được tả với các hành động nè. Được tả với các hành động. Trời là một sự vật được miêu tả là mặc áo giáp đen ra trận. Đây là một phép nhân hóa nữa, mỗi một dấu cộng này là một phép nhân hóa. Được tả lại là mặc áo giáp đen ra trận. Thì chúng ta biết trời là cái hành động mặc áo giáp đen ra trận tức là dành cho ai nè? Hả? Dành cho những con người đi chiến đấu ngoài chiến trường. Dành cho những người chiến đấu ngoài chiến trường mặc áo giáp để bảo vệ mình. Ra trận để đánh giặc. Đó. Rồi, mía thì được tả lại hành động là múa gươm. Mía. Thay vì là mưa tới này ha, mưa tới thì bầu trời kéo mây đen đó, thì cái này là mình nói là mặc áo giáp đen. Tả với hành động mặc áo giáp đen. Còn mía là mình thấy là quơ qua quơ lại đó, thì cái phần lá ngọn ở trên đó, được ví như là múa gươm. Thay vì nói là ông trời chuyển mưa, thay vì nói là mía lan chuyển qua lại ha. Còn kiến là kiến đang bò, đang đi, đang bò. Nhưng mà ở đây kiến ha, được gọi là hành quân. Hành quân được gọi, được đã tả lại với một cái hành động là hành quân.
em em. Thì đây là tính là chính là cái biện pháp nhân hóa, là dùng những cái từ để tả con vật. Cô xin lỗi, là chúng ta thấy là chúng ta tả con vật, đồ vật, cây cối bằng những từ dùng để tả người. Bằng những từ dùng để tả người. Do đó, qua cái phần ví dụ này, chúng ta có thể rút ra được cái nhận xét là nhân hóa chính là gọi hoặc là tả lại. Trời gọi là ông nè, còn trời mía kiến được tả lại với các hành động nè. Vậy nhân hóa chính là gọi hoặc là tả con vật, cây cối, đồ vật, vân vân, hiện tượng nào đó, vân vân, bằng những cái từ ngữ vốn dùng để gọi hoặc là tả người nè, dùng những từ ngữ gọi người để gọi cho vật, dùng những từ ngữ để tả người nhưng mà để tả cho vật. Thế như vậy là bằng những cái từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc là tả con người. Thì tác dụng của nó làm cái gì? Tác dụng nó là làm cho thế giới là vật, cây cối, đồ vật trở nên gần gũi với chúng ta hơn, gần gũi với con người hơn. Hoặc biểu thị một cái suy nghĩ, một cái hành động nào đó của người viết ra cái biện pháp nhân hóa đó. Vậy thì các em chỉ cần ghi từ cái phần sự vật được nhân hóa cho đến là cái phần chữ xanh này hết cái đoạn này. Còn cái ở trên là đoạn thơ thì chúng ta không ghi. Em ghi vào trong tập như vậy đó ha. Rồi, sang ví dụ 2. Sang ví dụ 2. Ở ví dụ 2 này chính là cái câu 2 sách giáo khoa chương 57 nè mấy em. So với cách diễn đạt sau thì cái cách miêu tả sự vật hiện tượng ở trong khổ thơ trên, tức là khổ thơ của Trần Đăng Khoa, hay hơn ở chỗ nào? Bầu trời đầy mây đen, muôn nghìn cây mía ngã nghiêng, lá bay phấp phới, kiến bò đầy đường. So với cái cách này thì so sánh hai cách diễn đạt và nhận xét, chúng ta thấy hai cách diễn đạt. Cách thứ nhất đó là một cái đoạn thơ mà Trần Đăng Khoa đã viết. Và cái cách thứ hai đó là người ta đưa ra thay vì nói là ông trời mặc áo giáp đen gai chẳng, thì đây cách là bầu trời đầy mây đen. Thay vì nói muôn nghìn cây mía múa gươm thì là ở đây ta nói, tức là nó có nghĩa là muôn nghìn cây mía đang ngã nghiêng, lá bay phấp phới, kiến hành quân đầy đường thì là Trần Đăng Khoa lại cho là kiến hành quân đầy đường, nhưng mà thực chất đó là kiến bò đầy đường thôi. Thì so sánh hai cách diễn đạt, cách 1 và cách 2 này, thì chúng ta thấy là cái cách 1 á, của Trần Đăng Khoa đó là cái sự vật, sự việc hiện lên rất là sống động, gần gũi và nghe rất là hay, gần với con người hơn. Nó gần với con người hơn bởi vì nó được miêu tả với những hành động của con người mà. Chúng ta có thể hình dung ra trước mắt của chúng ta những hành động của con người. Còn cái cách hai này là một cái cách miêu tả tường thuật lại hết sức khách quan, một cách bình thường thôi. Cách bình thường, nó không có gì đặc biệt, đọc vô chúng ta có thể hiểu ra được liền. Nhưng mà khi đọc vô cái đoạn thơ có sử dụng cái phép nhân hóa, nên là phép nhân hóa trong cái đoạn thơ của Trần Đăng Khoa có sử dụng phép nhân hóa. Ông trời mặc áo giáp đen ra trận, muốn nghìn cây miếng muốn gương, kiến hành quân này được. Thì mình thấy là nó trở nên sống động, cái sự vật trong cái khung cảnh trở nên sống động, trong cái cảnh mưa đó trở nên sống động, gần gũi với con người hơn, mà cảm thấy đọc là chúng ta thấy rất là hay, hay hơn. Thì sau khi so sánh thì mình thấy được là chúng ta có thể hình dung ra được là cách của Trần Đăng Khoa sử dụng phép nhân hóa nó hay, hay hơn nhiều so với cái cách miêu tả tường thuật là một cách bình thường, khách quan. Thì cái phần ví dụ 2 này các em có thể ghi là ví dụ 2, cách 1 là của Trần Đăng Khoa, sự vật được hiện lên sống động gần gũi với con người. Còn cách 2 là mở ngoặc đơn ra là trong sách giáo khoa đó, thì là miêu tả tường thuật một cách khách quan, chứ không cần phải ghi là hai đồng thơ này. Chúng ta chỉ cần ghi đáp án sao mà các em hiểu thôi. Cách 1 là cách của Trần Đăng Khoa, còn cách 2 là cách trong sách giáo khoa. Thì mỗi một cách như vậy thì nó có tác dụng là nó diễn đạt được cái ý gì. Thì cách 1 thì làm cho sự vật sự việc hiện lên sống động gần gũi với con người, các em ghi vào trong tập như vậy. Còn cách 2 thì là
sách giáo khoa là miêu tả tường thuật một cách khách quan. Được chưa? Còn cái phần thơ này thì chúng ta không cần phải ghi lại trong tập. Rồi được chưa các em? Như vậy đây chính là cái công dụng, cái tác dụng nè. Sự vật sự việc hiện lên sống động gần gũi với con người hơn sau khi chúng ta sử dụng phép nhân hóa. Trở nên gần gũi với con người hơn sau khi sử dụng phép nhân hóa. Thì đó chính là tác dụng của cái phép nhân hóa đó. Thì vậy thông qua ví dụ 1 và ví dụ 2, cô trò chúng ta vừa giải đáp vừa tìm hiểu xong, thì chúng ta có thể rút ra cái khái niệm về cái biện pháp tu từ nhân hóa. Hai nhỏ các em sẽ kết luận, cái phần kết luận này chính là nội dung ghi nhớ sách giáo khoa trang 57. Đó là nhân hóa là gì? Nhân hóa là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật bằng những từ ngữ được dùng để gọi hoặc tả con người. Đó là cái khái niệm. Công dụng là làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật trở nên gần gũi với con người, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người. Thì cái phần kết luận này chính là nội dung của ghi nhớ sách giáo khoa trang 57. Các em có thể ghi nhớ liên tục như vậy, nhưng cũng có thể ghi phần kết luận này rồi mở hoặc đơn để ghi nhớ thôi. Tức là phần kết luận này chính là ghi nhớ rồi. Cho nên chúng ta phải học thuộc cái phần ghi nhớ này nha. Học thuộc cái phần ghi nhớ này, ghi vào trong tập đàng hoàng nha. Một nhỏ là ví dụ nè, hai nhỏ là kết luận nè. Phần kết luận này chính là ghi nhớ, mở hoặc đơn ra ghi nhớ nha. Rồi mình có thể mở sách giáo khoa ngăn năm ý, ghi nhớ khỏi cái phần kết luận này cũng được. Nhưng mà ghi cái phần này thì khỏi ghi cái phần ghi nhớ sách giáo khoa. Tại vì hai cái giống hệt nhau hả mấy em? Rồi các em được rồi ha. Tới đây nha. Vậy là nhân hóa là gọi hoặc tả con vật, đồ vật, cây cối bằng những cái từ ngữ được dùng để gọi hoặc là tả con người nha. Làm cho thế giới loài vật trở nên gần gũi với con người, biểu thị cho một suy nghĩ tình cảm nào đó của con người. Rồi, như vậy thì mình đã nắm được khái niệm về biện pháp tu từ nhân hóa rồi. Như vậy thì nhân hóa có những cái kiểu nào? Có những cái kiểu nhân hóa như thế nào? Và bao nhiêu kiểu? Thì chúng ta sẽ sang cái phần hai la mã. Thì trước khi sang phần hai la mã thì cô sẽ cho một cái ví dụ minh họa. Cái phần ví dụ này cũng có thể ghi vào trong tập để làm ví dụ minh họa. Còn không thì thôi ha. Không thì các em có thể xem để hiểu cũng được, khỏi ghi. Em thấy con mèo đang câu cá không? Thì để sử dụng biện pháp, thì thay vì chúng ta không sử dụng cái nhân hóa thì chúng ta mèo đang câu cá, mèo đang rình bắt cá hay là làm sao đó ha. Thì chúng ta ở đây nói là chú mèo ngồi câu cá. Nên là mèo mà chúng ta gọi là chú, có phải là gọi cái con vật bằng từ ngữ vốn để gọi là con người không? Con người thì mình có chú, thím, cô, bác. Nhưng mà mèo ở đây được gọi bằng chú. Mèo thì làm sao mà có thể câu cá được, nhưng mà này ngồi câu cá này là miêu tả là cái hành động. Vậy là có phải là tả không? Ha. Dùng những cái từ tả người đem cho tả vật, tả con vật, tức là tả con mèo. Là chú mèo ngồi câu cá này là biện pháp nhân hóa nha em. Rồi tiếp tục, nên hai chú vịt cần tiếp nha. Hai bạn vịt đi chơi Noel. Vịt thì làm sao biết đi chơi Noel? Vịt thì làm sao mà mình dùng từ bạn nhá. Vậy là đây là sử dụng phép nhân hóa. Vịt mình gọi là bạn. Vịt thì sao nó biết nó có bạn giờ? Hay giờ đó mình dùng từ để gọi người, mình gọi cho con vật. Và cái hành động là đi chơi Noel thì chỉ có người mới đi chơi thôi, vịt làm gì biết đi chơi Noel. Thì chúng ta gọi đi chơi Noel là để tả, rồi dùng từ ngữ để tả người, chúng ta tả cho con vật. Được chưa? Đây là hai cái ví dụ minh họa nha. Này cũng dễ hiểu, các em có thể hiểu rồi đó. Rồi chúng ta sang vào hai la mã các kiểu nhân hóa. Các kiểu nhân hóa. Ở đây có ví dụ 1 sách giáo khoa trang 57. A, B, C. Chúng ta sẽ đọc lại nha. Câu A là trong cái yêu cầu của ví dụ này là trong các cái câu dưới đây thì những cái sự vật nào được nhân hóa. Thì cái câu A từ đó lão miệng, bát tai, cô mắt, cậu chân, cậu tay lại thay mặt sống với nhau. Cô xin lỗi, lại thân mật sống với nhau. Mỗi người một việc, không ai tỉ ai cả. Đây là một cái câu trích từ cái bài chân tay tay mắt miệng. Một cái chuyện ngụ ngôn nha. Rồi ví dụ B, gậy tre, trong tre,
chống lại sắt thép của quân thù, che xung phong và xe tăng Đài Bắc, che giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Đây là cái bài, một cái đoạn văn được trích từ cái bài Thép Mới, Cây Tre Việt Nam của nhà văn Thép Mới. Và cái câu cuối cùng là khai dòng: Châu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng cho cày với ta. Rồi chúng ta sẽ coi trong các câu dưới đây thì những sự vật nào sẽ được ghi hóa. Cái phần ví dụ này em chỉ ghi một nhỏ ví dụ thôi. Rồi khi một hồi đáp án như thế nào thì chúng ta mới ghi vào trong tập chứ. Chứ khi những cái câu văn như thế này có sẵn trong sách giáo khoa rồi, không cần phải ghi lại những cái câu ví dụ này nhé. Lão nè, bác, cô, cậu, chống lại, xung phong, giữ. Và cái câu cuối cùng là từ ơi. Đây là những sự vật được nhân hóa nè. Miệng, tai, mắt, chân, tay, đó là những cái gì mà bộ phận trên cơ thể con người, đó là sự vật. Một cái sự vật nào đó trên cơ thể con người ta gọi là sự vật, bộ phận trên cơ thể con người. Nhưng mà ở đây miệng được gọi là gì? Là lão. Tay được gọi là bác, mắt thì được gọi là cô, chân được gọi là cậu, tay được gọi là cậu. Và câu B, gậy tre trong tre được miêu tả là chống lại. Chống lại là một cái hành động để miêu tả con người. Rồi tre xung phong, từ xung phong đó là dùng để tả con người ra chiến trận xung phong, rồi chiến trận xung phong ra chiến trường để đánh giặc đó. Rồi tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, thì cái hành động là giữ đó là dùng để, cũng là để gọi người, để tả người. Cô xin lỗi, để tả người. Nhưng mà ở đây là gán ghép cho một cái sự vật, đó là một cây cối, đó là cây tre. Cây tre thì đây là sử dụng phép nhân hóa. Rồi trâu ơi, trâu là một con vật mà dùng mà con người mình gọi là ơi, kêu ơi ơi à. Nghĩa là dùng từ gọi người để gọi cho vật. Cái phần này chúng ta ghi từ cái hàng chữ đỏ như sau thôi. Tức là A nhỏ thì cái đoạn văn đầu tiên đó là miệng, tai, mắt, chân, tay thì được nhân hóa. Tre được nhân hóa. Các em ghi từ cái phần chữ đỏ thôi, các em ghi ngang cũng được, không cần ghi dọc giống như cô đâu. Thì ta hỏi là các sự vật nào được nhân hóa thì ghi các sự vật được nhân hóa là miệng, A, miệng, tai, mắt, chân, tay. B là tre, C là trâu nha. Thì miệng, tai, mắt, chân, tay được nhân hóa thành thức nào? Gọi bằng lão, bác, cô và cậu. Thì đây là cái kiểu nhân hóa theo hình thức là dùng những từ vốn gọi người để gọi cho vật. Dùng từ gọi người để gọi vật. Mấy em ghi sao có thể hiểu, là ghi ngang hoặc là ghi dọc gì cũng tùy. Mình có thể ghi là A, miệng, tai, mắt, chân, tay là sự vật được nhân hóa. Rồi mình có thể gạch đầu hàng là được gọi bằng bác, cô, cậu. Rồi chúng ta có thể gạch dấu mũi tên là nhân hóa theo kiểu dùng từ gọi người để gọi vật. Rồi tự ghi vào trong tập nha, ghi sao cho hiểu đó. Rồi tre thì được miêu tả là chống lại, xung phong và giữ. Đây là những cái hành động để tả người, nhưng mà tả cho tre. Đây là nhân hóa thì hình thức dùng từ ngữ chỉ hoạt động tính chất của người để chỉ hoạt động tính chất của vật. Đó là kiểu thứ hai. Và thứ ba đó là trâu, được gọi là trâu mà trâu ơi, kêu gọi trâu ơi, là để là từ trò chuyện xưng hô với vật như là đối với người. Trâu là vô tri vô giác, nó đâu có biết suy nghĩ gì, nhưng mà mình trò chuyện xưng hô với nó giống như là một con người, giống như con người. Thì đây là chính là ba kiểu nhân hóa anh em. Thứ nhất là dùng từ gọi người để gọi vật, thứ hai là dùng từ để chỉ hoạt động tính chất của người, em chỉ hoạt động tính chất của vật. Và thứ ba đó là trò chuyện xưng hô với vật như là với người. Qua cái ví dụ một này thì chúng ta biết được có bao nhiêu kiểu nhân hóa.
Đó. Hoặc là các em có thể gạch khung ghi như thế này giống như cô. Cái là sự vật, còn cái là từ ngữ được chuyển hóa. Rồi cái này là ghi rút gọn rồi nè, còn nãy là giải thích thôi nha, cái like vừa rồi đó, cái màn vừa rồi mới qua đó. Đó, chúng ta có thể chỉ mũi tên ra để vốn dùng để gọi người, vốn dùng để chỉ hành động của người, vốn chưa để xưng hô với người, nhưng mà ở đây là dùng chữ vật. Rồi các em ghi ví dụ này vào ha. Ghi vào. Mọi người ghi ngang sao cũng được nha, còn biết tiếp ghi giống cô, nhưng sao các em có thể hình dung cho các em hiểu được. Rồi chúng ta, như vậy chúng ta thấy có 3 kiểu nhân hóa. Có 3 kiểu nhân hóa. Tiếp, dùng những từ ngữ vốn còn người để gọi vật. Thứ hai, dùng những từ ngữ vốn chỉ hoạt động tính chất của người để chỉ hoạt động tính chất của vật. Và trò chuyện xưng hô với vật như là với người. Đây là 3 kiểu nhân hóa và chính là nội dung của ghi nhớ sách giáo khoa 158. À, ghi kết luận này thì mình mở mặt đơn là ghi nhớ, tức là nó là ghi nhớ rồi. À, thì chúng ta không cần phải ghi nhớ thêm nữa. Chúng ta học thuộc cái phần ghi nhớ này nha em. Học thuộc phần ghi nhớ mở 2 này với ghi nhớ 1. À, rồi, được chưa nè. Rồi, câu khái quát bằng cái sơ đồ như này. Sơ đồ này các em xem để hiểu thôi, không cần phải ghi sơ đồ này vào. Nha. Thì các kiểu nhân hóa, kiểu thứ nhất là dùng từ vốn gọi người để gọi vật. Kiểu thứ hai, dùng từ chỉ hoạt động tính chất của người để chỉ hoạt động tính chất của vật. Và thứ ba đó là trò chuyện xưng hô với vật nhưng là với người. Như đối với người đây là ba kiểu nha. Ở đây có hình ảnh hai con chim. Thì chúng ta sẽ đặt câu thử coi. Ví dụ chúng ta đặt câu dùng từ vốn gọi người để gọi vật. Chúng ta sẽ đặt một câu gì để gọi chim đây? À, chúng ta nhớ trong một cái bài hát: chim ơi chim, chim à chim, hót nữa đi, hót nữa đi, chim ơi chim. Đó là cái biện pháp nhân hóa. Gọi chim là chim ơi chim à, đúng không? Cái từ ơi, từ hà đó là để gọi người, nhưng mà chúng ta gọi cho con vật, được chưa? Đó. Rồi chúng ta có thể từ hình này đặt một cái kiểu, một câu cái kiểu nhân hóa nữa là cái kiểu thứ hai, dùng từ chỉ hoạt động tính chất của người để chỉ hoạt động tính chất của vật. Trên cành cây hai chú chim đang trò chuyện với nhau. Cái đang trò chuyện với nhau, đúng không nè? Thì đang trò chuyện với nhau chính là chỉ hoạt động của người đem chỉ cho vật. À, hồi nãy là mình đặt cái câu là chim ơi chim, chim à chim, tức là trò chuyện xưng hô với vật như là với người. Đó là cách kiểu thứ ba ha em. Và kiểu thứ nhất là dùng từ chỉ dùng từ vốn gọi người để gọi vật, như là trên cành cây hai chú chim non đang trò chuyện với nhau. Ha, thì gọi mình gọi chim là bằng chú chim non. À, hai chú chim nào. Rồi, thì từ hình này các em tự đặt câu nha mấy em, không nhất thiết phải giống như cô nha. Không nhất thiết những cái câu mấy em đặt giống như cô, các em có thể đặt câu khác. Rồi, cái phần này là cần rồi chúng ta thêm thôi. Rồi, chúng ta thổi viết cái phần này, thổi viết phần này. Rồi chúng ta xong phần bài tập nè. Bài tập thứ nhất, rồi các em ba la mã luyện tập cho cô nha. Rồi bài tập thứ nhất sách giáo khoa 158. Hình ảnh trên màn hình của các em đó, một cái bến tàu, một cái bến cảng, bến tàu. Vậy nó liên quan đến bài tập số 1. Em hãy chỉ ra và nêu tác dụng của phép nhân hóa trong động văn sau đây. Đây là động văn. Bến cảng lúc nào cũng đông vui, tàu mẹ, tàu con đậu đầy mặt nước. Xe anh, xe em tiếu tiết nhận hàng về và chở hàng ra. Tất cả đều bận rộn. Từ nước ở đây bị lỗi nha anh em. Hai chữ ư đó. Rồi, sau khi đọc đoạn văn này, chúng ta sẽ tìm phép nhân hóa để sử dụng trong đoạn này. Đó là cái phép gì đây? Phép nhân hóa gì chỗ nào đây? Em thấy là tàu mẹ, tàu con không? Tàu là một cái sự vật, một cái đồ vật. À, nhưng mà ở đây là thay gì nói là tàu lớn, tàu bé đó. Mà nói là tàu mẹ, tàu con.
Và sao bến cảng lúc nào cũng đông vui? Thay vì nói là đông đúc đó mấy em, cũng nhiều người, nhiều bến cảng, nhiều người, nhiều tàu thuyền. Và đông vui là chỉ cái hoạt động của con người. Gói tàu mẹ, tàu con nè. Xe anh, xe em tiếu tiết nhận hàng về và chở hàng ra. Đây là phép nha. Văn hóa. Vậy thì các em có thể ghi bài vào trong tập nè. Phép văn hóa là đông vui, tàu mẹ, tàu con, xe anh, xe em tiếu tiết. Từ phép văn hóa. Nha. Và đây là tác dụng của phép văn hóa này là... và thêm nữa là bận rộn. Tất cả đều bận rộn. Và tác dụng của phép văn hóa là gì nè? Tác dụng làm cho quan cảnh bến cảng được miêu tả một cách sống động. Và làm cho chúng ta khi đọc xong cái đoạn văn này, chúng ta có thể hình dung ra được cái cảnh nhộn nhịp bận rộn của các phương tiện có trên cảng. Đó là tác dụng của phép văn hóa trong cái bài tập số 1 ha. Tìm rồi mình ghi ra tác dụng. Rồi các em ghi vào trong tập, sửa vào trong tập nha em. Làm cái tư liệu sau này chúng ta có thể xem lại nha. Rồi bài tập số 2. Em hãy so sánh hai cách diễn đạt sau. Cái thứ nhất. Bến cảng lúc nào cũng đông vui, tàu mẹ tàu con, đậu đầy mặt nước, xanh xe em tiếu tít nhận hàng về và chở hàng ra, tất cả đều bận rộn nhộn bề. Bến cảng lúc nào cũng rất nhiều tàu xe, tàu lớn tàu bé, đậu đầy mặt nước, xe to xe nhỏ nhận hàng về và chở hàng ra, tất cả đều hoạt động liên tục. Như vậy đoạn A là diễn đạt có sử dụng phép văn hóa. Đúng không? Nên cái quan cảnh nó có tác dụng là được miêu tả một cách sống động và gần gũi với con người hơn. Và chúng ta đọc xong chúng ta thấy hay hơn nhiều. Còn đoạn B nó là một cái việc tường thuật lại hết sức là bình thường. Ý, cái hình chói này. Cái việc tường thuật lại một cách khách quan. Đó, chúng ta so sánh hai cách diễn đạt chúng ta thấy như vậy. Đó là bài tập số 2 hết em. Rồi để giải trí chút xíu thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi một cái trò chơi lật tranh ha. Lật tranh. Cái này cô tự lật luôn quá. Rồi chúng ta thấy trên màn hình của chúng ta có một cái tranh gồm nhiều màu sắc nha. Bây giờ cô sẽ lật một cái màu trước coi. Chúng ta lật coi trong đằng sau những cái mảnh ghép này. Đó là bức tranh về cái gì nhá. Rồi chúng ta lật cái màu vàng trước đi. À, mỗi một câu hỏi như thế này. Mỗi một cái ô lật ra chúng ta phải trả lời cho câu hỏi chúng ta mới lật xong được. Lá trong vườn vẫy chào người bạn nhỏ. Hãy xác định phép tu từ có trong câu văn tranh. Lá trong vườn vẫy chào người bạn nhỏ. Đó là phép gì nè mấy em? So sánh hay là nhân hóa? Chúng ta học rồi hai phép rồi ha, so sánh và nhân hóa thôi. Chúng ta sẽ hỏi trong phòng nhi này thôi. Đó là phép gì? Lá trong vườn vẫy chào, đây là hoạt động để miêu tả những người ha. Nhưng mà lại ta cho khi chiếc lá như vậy thì đó là cái biện pháp nhân hóa. Được chưa? Vì chúng ta trả lời được chúng ta đặt nha. Wow, nhiều hoa quá, nhiều hoa tươi quá, vàng vàng có, đỏ có, xanh có. Tiếp theo nữa, mở cái góc nào này, màu tím đi. Màu tím đó là câu hỏi gì? Từ nào sau đây không phải là từ lái? Rực rỡ, mênh mông, xanh ngắt. Thì theo em mấy từ nào, ba từ này là từ nào sẽ là không phải là từ lái? Rực rỡ nè, chúng ta sẽ tách ra. Trong trường hợp này rực rỡ tức là nổi bật đó. Thì từ rực rỡ ra nó mình tách ra mình thấy một từ cả hai chúng ta thấy tách ra mà trong đó chỉ có một từ có nghĩa thôi, còn từ còn lại dựa vô cái nghĩa của từ kia thì tức là đó là từ lái. Còn như mà tách ra mà thấy cả hai đều là hai từ đều có nghĩa hết trơn tức là đó là từ ghép rồi ha. Rồi mênh mông mà tách ra thì đâu có nghĩa đúng không em? Xanh ngắt tất cả có nghĩa không? Có. Là đáp án là xanh ngắt. Xanh là miêu tả như màu xanh, còn ngắt là mức độ cái xanh.
Rồi mở thêm một cái mảng tranh nữa rồi. Đây là một cái phong cảnh này ha, phong cảnh này. Rồi mở tiếp nữa nè. Xác định chủ ngữ của câu sau: dưới bóng tre của ngàn xưa thấp thoáng mái chùa cổ kính. Chủ ngữ đó là mái chùa cổ kính em. Tuy là nó không được đặt ở đầu câu nhưng mà nó vẫn là chủ ngữ của câu. Cái gì cổ kính? À, cô xin lỗi. À, cái gì là dưới bóng tre của ngàn xưa được thấp thoáng ha, đó là mái chùa cổ kính. Rồi đặt được bức tranh này ha, tiếp tục. Rồi mình đoán là được rồi đó, đoán được bức tranh rồi đó. Rồi tìm từ tượng thanh trong câu, trong các từ sau đây: mảnh mai, thánh thót, mỏng manh. Tượng thanh tức là miêu tả là cái âm thanh đó. Đọc xong cái từ đó mình biết nó đang tả về cái âm thanh của một cái tiếng nào đó, miêu tả cái tiếng nào đó, âm thanh phát ra từ cái gì đó, thì tức là từ tượng thanh đó. Cái phần này, những cái phần này mà em chưa học nhưng mà chúng ta đọc chúng ta cũng có thể hiểu được nha. Rồi đó là cái từ gì? Mảnh mai đó là miêu tả gì, cái nhám nhấp ở bên ngoài, mỏng manh cũng vậy, chỉ có từ thánh thót thôi ha. Đó là từ thánh thót. Rồi màu đen đi. Thế là mùa xuân mong ước đã đến. Rồi chúng ta học bài rồi, bài phó từ. Vậy trong câu này phó từ là từ gì? Thế là mùa xuân mong ước đã đến. Đó là từ đã đúng không nè? Phó từ đã. Rồi. Da bạn ấy mịn như nhung. Câu văn nào có sử dụng câu câu văn có sử dụng phép từ từ nào mấy em? Em thấy từ như không? À, từ như chính là biện pháp so sánh này, đúng không? Rồi. Đây là bức tranh. Được chưa? Như vậy thì có một câu hỏi dành cho các em thì dựa vào cái bức tranh này. Quan sát bức tranh này, em hãy viết 3 câu đến 5 câu văn có sử dụng phép nhân hóa. Viết sao không biết nha, từ 3 đến 5 câu mà phải có sử dụng ít nhất một phép nhân hóa trong trong cái đoạn văn đó. Được chưa? Đây là bài tập thêm để cho các em làm để vận dụng thêm. Khi chúng ta viết văn, chúng ta nhớ viết bài tập làm văn, chúng ta sẽ sử dụng biện pháp nhân hóa nhạc đối với cây cối đồ vật sự vật để là làm cho cái động văn của mình có thể hay hơn, sống động hơn, gần gũi hơn ha, tăng sức gợi hình gợi cảm, diễn đạt một ý nghĩ nào đó của mình, tư tưởng nào đó của mình. Rồi cái bài tập này các em có thể làm trong giở soạn của các em nhé, hoặc là làm thẳng vô trong cái tập của mình vừa hàng làm tùy các em nha. Rồi quan sát bức tranh, em hãy viết 3 đến 5 câu văn sử dụng phép nhân hóa. Phải sử dụng được phép nhân hóa ở gạch dưới nha. Rồi các em làm đi, khi nào mà chúng ta đi học lại cô sẽ kiểm tra lại đó. Rồi chúng ta sang bài tập tiếp theo ha, bài tập số 3 sách giáo khoa trang 58 nè, nhận xét. Cách 1 của tác giả dùng phép nhân hóa nên có bị nên có tính biểu cảm cao hơn cách 1. Cách 1 ở đây là cách nào đây? Đọc lại bài tập mới được. Hai cách viết dưới đây có gì khác nhau nên chọn cách viết nào cho văn bản biểu cảm và chọn cách viết nào cho văn bản thuyết minh. Cách 1. Trong họ hàng nhà chổi thì cô bé chổi rơm, chổi thì cô bé chổi rơm là vào loại xinh xắn nhất. Cô có chiếc váy bằng ống, không ai đẹp bằng. Áo của cô cũng bằng gươm, thóc nếp vàng tươi, được tết săn lại, cuốn từng vòng quanh người. Trông cứ như áo len vậy, nên là vũ di không. Cách 2 nè em. Cách 2, trong các loại chổi, chổi gươm vào loại đẹp nhất, chổi được tết bằng gươm nếp vàng, tay chổi được tết săn lại thành sợi và quấn quanh thành cuộn. Đó. Như vậy thì mình nhận xét cách 1 của tác giả đã dùng phép nhân hóa. Chổi gươm gọi là cô bé nè. À, rồi thay vì mình nói từ chổi gươm thì mình gọi cô bé, gọi chổi gươm bằng cô bé. Yeah, rồi bằng cô, áo của cô ha. Rồi cách 1 là dùng cho văn biểu cảm, còn cách 2 là chúng ta nên dùng cho văn thuyết minh, tại vì văn thuyết minh là chúng ta đang thuyết minh về cái đối tượng nào đó thì chúng ta phải dùng những cái kiến thức chính xác về đối tượng đó. Thấy không em? Chúng ta không thể sử dụng cái phép nhân hóa, nó không phù hợp ha. Và chổi gươm nó trở nên gần gũi gắn bó với con người hơn khi mà nó được sử dụng trong cái
khi nó được sử dụng cái phép nhân hóa. Và phép nhân hóa là dùng cho văn biểu cảm nha. Bây giờ em sửa bài tập vào nha. Rồi bài tập số 4. Bài tập số 4, hãy cho biết thôi phép nhân hóa trong mỗi đoạn trích dưới đây được tạo ra bằng cách nào và tác dụng của nó như thế nào. Câu A, núi cao chi lắm núi ơi, núi che mặt trời chẳng thấy người thương. Câu B, nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược, thế là bao nhiêu cò, xéo, bạc, cóc, le, sông cầm, vịt chờ, bồ nông, mòng, cái ở các bãi sông sơ sát tận đâu cũng bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày, họ cải cọ ôm bốn gốc đầm, có khi chỉ vì tranh một mồi tép. Có những anh cò vừa gầy, viêu vao, gầy ngày ngày, bì bẩm, lội bùn, tím cả chân mà vẫn hết mỏ, chẳng được miếng nào. Của tô hoài. Câu C, dọc sông những chồng cổ thụ dáng mãnh liệt đứng trầm ngâm lặng nhìn xuống nước. Nước bị cản văng bọt tứ tung, thuyền vùng vằng cứ chụp xuống, quay đầu lại, quay đầu chạy về lại Hòa Phước. Câu D, cả rừng xà nu hàng vạn cây không có cây nào không bị thương, có những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình, đổ ào ào như một trận bão. Ở chỗ vết thương nhựa ứa ra, tràn trề thơm ngào ngạt, long lanh dưới nắng hè gay gắt, rồi dần dần bầm lại, đen và đặc quyện lại thành từng cục máu lớn. Ở đây cô xin sửa câu B với câu C thôi, còn câu A với câu D các em tự làm. Nhân hóa nè, cua cá tấp nập nè, cò xíu cải cỏ ôm sòm, họ là chỉ cò xíu, anh là chỉ cò đó. Kiểu nhân hóa đó là mấy em cua cá tấp nập, tức là hoạt động tính chất, dùng những từ chỉ hoạt động tính chất của người mà đem chỉ cho vật. Còn họ cải cò xíu mà gọi là họ là anh, là từ ngữ gọi người để gọi cho vật đó nha. Tác dụng là gợi được hình ảnh không khí sôi động của cái thế giới là vật, gần gũi giống với cuộc sống của con người ha. Tác dụng của phép nhân hóa là cái câu C để làm phép nhân hóa là chồng cổ thụ. Nhân hóa chỗ là miêu tả chỉ hoạt động của người đem chỉ cho vật nè. Chồng cổ thụ thì giờ là dáng mãnh liệt ha, đứng trầm ngâm lặng nhìn. Còn thuyền đó là vùng vằng, chỉ hoạt động tính chất của kiểu nhân hóa là chỉ hoạt động tính chất của con người đem chỉ cho vật ha. Tác dụng là gợi được cái gợi được cái dáng vẻ, cái tính chất, cái tâm trạng của sự vật giống với con người. Rồi cái bài tập số 5 là em hãy viết một cái đoạn văn miêu tả ngắn với nội dung tự chọn, trong đó có dùng phép nhân hóa. Rồi em phải viết đoạn văn nha em. Cái bài tập này nó sẽ tương tự như cái bài tập mà hồi nãy chúng ta chơi cái trò lạc tranh đó. Rồi các em tự làm nha. Cái phần này sửa vào trong tập, bài tập số 4 này. Cái bài tập mà cô sửa cho các em rồi, các em phải sửa vào trong tập để sau này chúng ta xem lại nha. Sau khi mà chúng ta đi học trở lại thì chúng ta sẽ có những cái tiết kiểm tra đó, kiểm tra một tiết đó, thì có kiểm tra tiếng Việt thì nó liên quan đến những cái bài này, nó rất là quan trọng. Đó các em phải học một cách nghiêm túc chứ không phải đây là học chơi. Không, cô dạy rồi là sau này không có nhắc lại. Thì chúng ta sẽ kiểm tra và thi luôn. Ha, chỉ ôm lại cái sơ sơ nhắc lại thôi, chứ không có dạy lại nữa. Do đó các em phải học thật là nghiêm túc, chứ đừng nghĩ là học qua internet là không học cũng được, là không đúng. Được chưa nè, cố gắng nha. Rồi như vậy thì mình đã giải quyết xong ha những cái bài tập mà nãy giờ chúng ta đã xem xong rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ củng cố lại cái bài học hôm nay nè. Thì đầu tiên đó, với bài nhân hóa này các em phải nắm được cho cô khái niệm là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật bằng những từ ngữ được dùng để gọi hoặc tả con người nha. Làm tăng sức gợi hình gợi cảm, làm cho sự vật trở nên gần gũi sống động hơn và biểu thị cho một suy nghĩ tình cảm nào đó.
Và thứ hai đó là các kiểu nhân hóa. Thì có ba kiểu nhân hóa: dùng những từ ngữ vốn mọi người để gọi Phật, dùng những từ ngữ chỉ hoạt động tính chất của người để chỉ hoạt động tính chất của Phật, và cái cách thứ ba đó là trò chuyện xưng hô với Phật như là với người. Đó. Bài chỉ có nhiều thôi nha, rồi các em cố gắng học bài, ghi bài đầy đủ. Cái phần củng cố này các em khỏi ghi vào trong tập nè, khỏi ghi, cô chỉ nhắc lại thôi nha, cái trang này khỏi ghi nè nha. Rồi tác dụng của phép nhân hóa là cái gì? Làm cho sự vật trở nên gần gũi với con người, biểu thị được suy nghĩ tình cảm của con người nha. Đó, bài học thì đến đây mình đã tìm hiểu xong cái phần lý thuyết cũng như là làm xong tất cả những cái bài tập rồi. Rồi các em cứ tự tìm thêm ví dụ và vận dụng viết văn sử dụng phép nhân hóa thêm nữa. Cái bài này không có khó nha em. Tới bài ẩn dụ hóa dụ thì nó khó một chút xíu, nhưng mà chúng ta cố gắng, cô sẽ giảng làm sao để các em có thể nắm bắt được bài, nhớ ghi bài vào trong tập đàng hoàng, coi lại, học bài lại, học khái niệm, học các kiểu, xem lại bài tập. À, bài tập nào cho về nhà thì phải làm, được chưa? Rồi bây giờ trước khi kết thúc cái bài học hôm nay thì là có một số cái điều hướng dẫn các em tự học ở nhà cũng như là chuẩn bị cho các bài tiếp theo mà chúng ta sẽ học ở trong cái tiết tới. Như vậy thì các em phải viết đoạn văn miêu tả có sử dụng phép nhân hóa. Như vậy là đó là cái bài tập số 5, hoặc là cái bài tập mà nãy chúng ta chơi trò lật tranh đó. Hai bài tập đó sẽ liên quan đến cái phần hướng dẫn này. Các em làm đó là coi như là chúng ta đã tự học ở nhà rồi. Rồi học thuộc lòng cái ghi nhớ 1 và ghi nhớ 2, xem lại bài tập sách giáo khoa mình đã làm, xem lại các bài tập đã làm, hoàn thành bài tập số 4 và số 5. Số 4 hồi nãy còn hai câu chưa có sửa, các em tự sửa vào nha, tự làm tiếp theo, cô sửa câu A, câu B và câu C thôi. Còn câu A với câu D các em làm thêm. Rồi chuẩn bị cho cô cái bài phương pháp tả người nè. Như vậy thì muốn học tốt được thì chúng ta phải xem bài trước ở nhà và xem là cái câu hỏi người ta đã đặt ra cho mình trong sách giáo khoa, bám vào sách giáo khoa để trả lời câu hỏi theo cách hiểu của mình. Đọc xong, đọc từng phần rồi trả lời nha, trả lời xong ghi vào trong vở soạn nha. Đọc tìm hiểu cái ghi nhớ luôn, xem và tìm hiểu trước cái phần luyện tập, làm bài tập trước ở nhà. Rồi tới tiếp theo thì cô dạy các em đã coi trước rồi thì các em sẽ hiểu bài nhanh hơn. Nghe không em? Thì hiểu bài nhanh hơn, hiểu được là 4 đến 50% rồi đó. Nghe. Rồi không, nhắc lại nè, các em phải viết bài tập làm văn số 5 cho cô. Vừa rồi cô cho cái đề ở cuối cái bài phương pháp tả cảnh đó. Ở bài phương pháp tả cảnh rồi cô ra một cái đề là em hãy viết một cái bài văn miêu tả là một cái loại cây trồng ở trước sân trường em đó. Cây nào mà em thấy thích thì em miêu tả lại ở trước sân trường mình, có thể là cây bàng, cây phượng vĩ, vân vân nha. Lựa chọn rồi viết bài tập làm văn ra giấy, đề tựa, tên, lớp, đàng hoàng, cô hướng dẫn ở tiết trước rồi. Rồi sau đó thì các em nào mà có máy tính thì có thể đánh máy rồi gửi qua cho cô chấm bài, rồi cô ghi lại. Nhưng mà cái tờ giấy, em ghi giấy đó em cũng phải giữ lại cho cô, để khi mà cô nộp là cho bạn lớp trưởng, cô sẽ ra thu, hoặc là gần nhà cô thì có em có thể nộp trực tiếp cho cô ha. Rồi chúng ta phải thống nhất làm, phải làm hả mấy em, giữ lại nó rồi gửi lại cho cô ha. Gửi cho lớp trưởng đi, rồi lớp trưởng cho cô hay cô sẽ ra thu bài lại để chúng ta mới có điểm. Viết bài tập làm văn số 5 đó, xem lại cái đề bài nha, đề bài ở cuối cái bài phương pháp tả cảnh, được chưa? Rồi bài học hôm nay đến đây mình tạm dừng nhé em. Chào các em, giờ chúc cho các em thật là mạnh khỏe, nhìn sức khỏe nha, học tốt nha. Rồi, tạm biệt.